Bàn làm việc khung thép sơn tĩnh điện BNH01, mặt gỗ melamine màu vân gỗ là một sản phẩm nội thất được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Bàn có thiết kế đơn giản, hiện đại, phù hợp với nhiều không gian sử dụng khác nhau. Khung bàn được làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện màu đen, bền chắc và chống trầy xước tốt. Mặt bàn được làm bằng gỗ MJF phủ melamine màu vân gỗ, mang lại cảm giác ấm cúng và thân thiện. Điểm nổi bật của bàn là khung bàn có thể điều chỉnh độ cao thấp tùy theo nhu cầu sử dụng. Điều này giúp người dùng có thể điều chỉnh bàn sao cho phù hợp với chiều cao của mình, tạo tư thế ngồi làm việc thoải mái và khoa học. Chân đế của bàn có 4 bánh xe di động có khóa hãm, giúp bàn có thể di chuyển dễ dàng khi cần thiết. Bàn làm việc khung thép sơn tĩnh điện BNH01 là một sản phẩm nội thất tiện ích và đa năng. Bàn có thể được sử dụng làm bàn làm việc văn phòng, bàn học sinh bàn làm việc tại nhà. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.